Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống. Tập 51. Chương 501, tập chạy xe đạp. Vừa mới bắt đầu ta không biết hắn là thành chủ thành Huyền Vũ, tưởng rằng chỉ là người bình thường. Vẻ mặt của Phất Âu Nạp như đưa đám. Phanh. Đại trưởng lão sải bước đi tới trước mặt hắn, một cước đá bay hắn ra ngoài, đâm vào trên tường đá. Lão tức giận quát hỏi, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khụ khụ. Phất Âu Nạp lảo đảo bò dậy, bên miệng đang chảy máu. Hắn không dám giấu giếm, kể lại tất cả chuyện đã xảy ra. Tốt, thực sự rất tốt. Khuôn mặt của đại trưởng lão mặt đen lại. Ánh mắt của lão lạnh lùng chăm chú quan sát Phất Âu Nạp, giọng không vui nói, ta không chỉ một lần cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc thành Huyền Vũ, ngươi cuối cùng vẫn đi trêu chọc. Cơ thể của Phất Âu Nạp run rẩy, không dám lên tiếng. Đại trưởng lão càng nghĩ càng giận, con mắt màu xám trắng phiếm hồng. Phất Âu Nạp xem như thiếu chủ gia tộc Lộ Pháp, một lần lại một lần đều gây họa, mỗi lần đều phải gia tộc đứng ra dàn xếp. Ngoại trừ gây chuyện, ngươi còn biết cái gì? Đại trưởng lão Lộ Pháp vẫn là nhịn không được, tát thêm một cái. Phốc. Miệng của hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt nằm sấp dưới đất, khí tức uể oải, bản thân bị trọng thương. Hắn cắn răng cố gắng ngồi dậy, cơ thể không nhịn được run rẩy. Một vạn viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Lão nhắm mắt lại trầm mặc rất lâu, rồi thở dài, trong lòng cảm thấy may mắn, không có hoàn toàn trở mặt với thành Huyền Vũ. Đại trưởng lão nghĩ đến chuyện của gia tộc Sát Huyết và gia tộc Dạ Nguyệt, trong lòng hoảng sợ một trận. Có thể sử dụng một vạn viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng giải quyết, dù sao cũng tốt hơn thành Huyền Vũ diệt đi toàn bộ gia tộc Lộ Phá. Lão nhìn xuống Phất Âu Nạp, đạm mạc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi bế quan tu luyện cho ta, không đột phá cấp 6 không cho phép ra ngoài, nếu không, ngươi mãi mãi đừng mơ đi ra ngoài. Vâng. Phất Âu Nạp run giọng đáp lại, âm thanh yếu ớt hỏi, đại trưởng lão, vậy tinh thạch hung thú? Đưa. Lão nhắm mắt lại, thở dài, thành Huyền Vũ chúng ta trêu chọc không nổi. Mục Lương kia là cao thủ cấp 8. Phất Âu Nạp thấp giọng nói. Vậy ngươi còn dám đi trêu chọc hắn? Đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Hắn không ngừng kêu khổ, việc này cũng là về sau mới biết. Cút ra ngoài. Đại trưởng lão đưa tay vung lên. Gia tộc Sát Huyết, gia tộc Dạ Nguyệt lần lượt xảy ra chuyện. Lão vốn còn cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới Phất Âu Nạp quay đầu đã đi gây chuyện. Vâng, Phất Âu Nạp không dám dừng lại, đứng dậy lảo đảo rời đi sảnh chính, chỉ sợ đi chậm một bước, sẽ bị đại trưởng lão trực tiếp đánh chết. Một bên khác, Mục Lương với Hy Bối Kỳ thị sát xong phố buôn bán, đã trở lại khu trung ương. Mục Lương, có thể cho ta chạy xe đạp một lúc chứ? Ánh mắt của cô lấp lánh nhìn anh. Có thể. Mục Lương bước xuống từ trên xe đạp, nhường ra vị trí. Hi hi, Hi Bối Kỳ vui vẻ ra mặt, học theo động tác của anh, dạng chân ngồi lên. Tay của cô đặt lên đầu xe, nhón lên mũi chân miễn cưỡng để không bị é. Cô vẫn quá thấp, ngồi ở trên yên xe, chân suýt nữa với không chạm chân đến trên đất mặt. Cẩn thận một chút, Mục Lương nhịn không được cười lên. Gương mặt xinh đẹp của Hi Bối Kỳ ửng đỏ, giận trách, ngươi không được cười. Ngươi cứ tiếp tục. Anh nhếch miệng lên. Hy Bối Kỳ cố gắng duy trì cân bằng, đạp bàn đạp hướng về phía trước. Xe đạp chậm rãi đi về phía trước, thân xe không ngừng lắc lư. Ai ai ai, sắp té rồi. Hy Bối Kỳ kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân. Cẩn thận một chút. Mục Lương tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra giữ ở đầu xe, để cho xe đạp đứng thẳng. Thật là khó. Hy Bối Kỳ nâng lên cái cằm. Mục Lương ôn hòa nói, luyện nhiều một chút sẽ quen. Ngươi trước tiên không được buông tay, để cho ta thích ứng một chút. Hai tay của Hy Bối Kỳ một lần nữa điều khiển đầu xe. Có thể, Mục Lương đáp lại. Cô cẩn thận đạp bàn đạp, để cho xe đạp tiến về phía trước. Mục Lương đi theo một bên, hai tay vịn xe đạp. 10 phút sau, hình như ta chạy được rồi. Con mắt màu vàng óng của cô tỏa sáng lấp lánh. Vậy ta nới lỏng tay. Mục Lương nghe vậy buông tay ra. Cô lập tức khẩn trương lên,
cố gắng khống chế đầu xe duy trì cân bằng. Cô đạp xe đạp khoảng 4-5 vòng trên quảng trường nhỏ, dần dần bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Hi hi, ta biết chạy rồi. Hi Bối Kỳ hưng phấn hô. Rất lợi hại. Trong lòng của anh cảm thán, quả nhiên người dị giới, học cũng rất nhanh. Các ngươi đang làm gì vậy? Mễ Nặc đi ra từ cung điện, Hiếu Kỳ đi tới bên cạnh anh. Học được rồi, cứ từ từ chạy. Mục Lương sờ lấy lỗ tai lông nhung của cô gái tai thỏ. Hai cái bánh xe lại có thể chuyển động như vậy. Con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc tỏa sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn theo hình bóng cô gái ma cà rồng đang di chuyển. Ngươi cũng có thể học. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Được, ta cũng muốn thử. Mễ Nặc đang chờ câu này, nghe vậy vui vẻ đáp lại. Hi Bối Kỳ chạy xe đạp lại lượn quanh một vòng, mới lưu luyến không rời dừng lại, chưa thỏa mãn hỏi, Mục Lương, xe đạp có thể làm thêm mấy chiếc không? Sẽ mở công xưởng. Anh suy nghĩ rồi đáp lại. Xe đạp sẽ trở thành phương tiện giao thông phổ biến của thành Huyền Vũ, trong tương lai, thậm chí có thể mỗi người có một chiếc. Vậy là tốt rồi. Đôi mắt của Hi Bối Kỳ đảo quanh, muốn có một chiếc xe đạp thuộc về mình. Cái này gọi là xe đạp sao? Mễ Nặc tò mò đánh giá đồ vật trước mắt. Ta dạy cho ngươi cách dùng. Anh dịu dàng nói. Ừm. Âm thanh nhỏ nhẹ của Mễ Nặc lại vang lên. Cô dạng chân ra ngồi vào trên xe đạp, hai chân vừa vặn có thể đặt đến chân bàn đạp, chỉ có thể dựa vào Mục Lương đỡ, nếu không hai chân không với tới mặt đất. Phải cân nhắc thay đổi độ cao xe đạp, phù hợp cho mỗi người. Mục Lương nói khẽ. Mễ Nặc, Hi Bối Kỳ nghe. Vậy đều là ánh mắt u oán, thực sự có cảm giác bị mạo phạm. Khụ khụ, học lái xe. Anh vội vàng nói sang chuyện khác. Mễ Nặc miết miệng, nho nhỏ nói, bây giờ, ta còn nhỏ, chờ thêm 2 năm nữa sẽ cao lớn hơn. Biết. Mục Lương giờ khóc giờ cười, thiếu nữ tai thỏ với cô gái ma cà rồng đều như nhau, đều rất quan tâm chiều cao của mình. Mễ Nặc nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn của anh, khởi động chân đạp, để cho xe đạp đi tới. À, như vậy là có thể di chuyển. Mễ Nặc kinh ngạc lên tiếng. Nhìn phía trước, khống chế tốt đầu xe, chú ý thăng bằng. Mục Lương lên tiếng, nhắc nhở thiếu nữ tai thỏ tập trung. Mễ Nặc mới vừa bắt đầu lắc lắc, đến cuối cùng anh buông lỏng tay, cũng có thể đạp nhẹ nhàng. Cảm giác thăng bằng của thiếu nữ tai thỏ mạnh hơn so với Hi Bối Kỳ, học chạy xe cũng càng dễ hơn. Chơi vui, tốc độ thật nhanh. Mễ Nặc dừng lại không được. Đạp xe lao xuống khu vực trung ương. Tiểu Nặc, mang theo ta với. Hi Bối Kỳ duyên dáng kêu to một tiếng, con mắt màu vàng óng trở nên đỏ như máu, mở ra cánh vội vàng đuổi theo. Vẫn còn quá trẻ con. Mục Lương cười cảm thán một tiếng. Chú ý an toàn. Anh lớn tiếng hô một câu. Đã biết. Từ xa xa, âm thanh hai cô gái truyền đến. Chương 502, xây dựng viện ca kịch. Cót két, cung điện, cửa thư phòng bị đẩy ra, Nguyệt Thấm Lan cất bước đi vào bên trong. Mục Lương đâu? Nguyệt Thấm Lan chợt dừng lại bước chân, trong phòng làm việc không có ai. Cô mới trở về từ khu ngoại thành, mới hoàn thành xong quá trình đăng ký cho dân cư mới với giúp họ tìm công việc, chuẩn bị tìm Mục Lương báo cáo lại. Đại nhân Thấm Lam, đại nhân Mục Lương đi phố buôn bán. Ở trước cửa thư phòng, Tiểu Mật ló đầu vào nói, hắn đi phố buôn bán làm cái gì? Nguyệt Thấm Lan đặt tư liệu trong tay xuống bàn, quay người lại nhìn về phía tiểu hầu gái. Tiểu Mật nói khẽ, hình như bảo muốn xây dựng viện ca kịch, ta cũng không hiểu. Ta đi xem một chút. Nguyệt Thấm Lan cất bước rời khỏi phòng làm việc. Cô biết viện ca kịch vì anh đã từng nói qua. Đạp đạp đạp. Nguyệt Thấm Lan vừa mới đi đến bên ngoài cung điện, gặp phải Hi Bối Kỳ, Mễ Nặc vừa chơi đùa xong như đứa trẻ. Hai cô vừa chạy xe đạp trở về, tóc bị gió thổi rối bời. Khuôn mặt còn có chút ửng đỏ. Chị Thấm Lan, ngươi đang muốn đi nơi nào vậy? Mễ Nặc hồn nhiên hỏi. Nguyệt Thấm Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ tai thỏ đỏ bừng, ưu nhã nói, đi phố buôn bán tìm Mục Lương. Mục Lương lại đến đó à? Hi Bối Kỳ kinh ngạc lên tiếng. Mễ Nặc vỗ vào phía sau xe đạp, hưng phấn nói, chị Lan, ta đưa ngươi đi. Dùng cái này. Nguyệt Thấm Lan tò mò đánh giá xe đạp có tạo hình kỳ lạ, trong lòng hơi không yên tâm. Đúng vậy, Mễ Nặc hồn nhiên gật đầu, cô vỗ xuống ghế sau, hồn nhiên nói, ngươi ngồi lên đi. Không bị gì sao? Nguyệt Thấm Lan trợn mắt lên, luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Không có chuyện gì, mau lên.
đây đi. Mễ Nặc ôn nhu thúc giục. Được. Nguyệt Thấm Lan thấy không lay chuyển được ý định của cô ấy, chỉ có thể ngồi vào ghế sau. Ngồi vững nha. Mễ Nặc dựng thẳng hai lỗ tai thỏ lên, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm đầu xe. Cô nhảy lên ngồi trên xe đạp, hai chân co lên hai lần, mới dẫm lên bàn đạp. Cơ thể của Nguyệt Thấm Lan hơi lắc lắc, cố gắng ngồi vững không bị sốc này. Đi. Mễ Nặc hơi nhún chân, đạp xe lao xuống khu vực trung ương. A. Nguyệt Thấm Lan giật mình, vội vàng đưa tay ôm hông cô gái tai thỏ. Chờ đã, Hy Bối Kỳ đang chơi vui vẻ nên dương cánh bay đuổi theo. Tốc độ rất nhanh. Sau khi Nguyệt Thấm Lan thích ứng được cảm giác xe đạp mang đến, cảm thấy rất thú vị. Chơi rất vui. Âm thanh dịu dàng của Mễ Nặc vang lên. Giọng của Thấm Lan như đinh đóng cột hỏi, Mục Lương phát minh sao? Ừ, đúng vậy. Mễ Nặc gật cái đầu nhỏ. Quả nhiên. Dáng vẻ của Nguyệt Thấm Lan tỏ ra quả nhiên như thế. Trong lòng của cô, cũng chỉ có anh ấy mới nghĩ ra nhiều thứ chơi vui như vậy, lại rất có tác dụng, cũng không phải là linh khí. Sau 3 phút, xe đạp xuyên qua Úng Thành, đi vào con đường của phố buôn bán. Có thời gian, ta cũng sẽ học chạy xe đạp. Nguyệt Thấm Lan uyển chuyển xuống xe, đưa tay chỉnh lại tóc dài bị thổi rối. Các ngươi sao lại tới đây? Âm thanh của Mục Lương truyền đến. Anh đang cân nhắc sẽ xây viện ca kịch ở vị trí nào ở nơi này sẽ tốt hơn. Theo bản thiết kế, viện ca kịch có diện tích rất lớn, trước mắt phố buôn bán không chứa được. Tới xem ngươi sẽ xây viện gì đó như thế nào. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói, còn chưa bắt đầu đâu. Mục Lương ôn hòa nói, lúc anh nói chuyện, trong lòng đã chọn được phương án. Tất nhiên bây giờ phố buôn bán không thể chứa được viện ca kịch, vậy đành mở rộng nơi này một chút sẽ tốt hơn. Mục Lương chớp chớp ánh mắt màu đen, nhấc chân đạp nhẹ mặt đất. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ phố buôn bán bắt đầu chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Người đi trên đường vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Có người tập kích sao? Quần chúng kinh hô liên tục. Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn, Úng Thành với toàn bộ cửa hàng xung quanh đều đang di động, giống như thuyền trôi trên mặt nước. Sau đó, phố buôn bán dần dần mở rộng ra. Thật là... Muốn cải tạo cũng phải chọn buổi tối, ban ngày, còn muốn kinh doanh không? Hồ Tiên xuất hiện, ánh mắt u oán nhìn về phía Mục Lương. Cô từng thấy anh dọn đi cả một ngọn núi, đối với tình huống trước mắt, cũng như quen thuộc nên rất bình tĩnh. Phố buôn bán được mở rộng ra, cửa hàng không có thay đổi quá lớn, chỉ là vị trí lui về phía sau. Ầm ầm, trận động đất ngừng lại. Dõi mắt nhìn lại, phố buôn bán trở nên vừa rộng lại dài, tầm mắt trống trải. Trở nên như thế lớn, lại phải tốn nhiều thời gian hơn để đi qua đi lại. Hồ Tiên chớp chớp con mắt màu đỏ rực. Bây giờ, đã có đất trống rồi. Mục Lương lạnh nhạt nói. Anh bay lên trời, cao, bay về phía khúc cuối con phố. Nhóm Hy Bối Kỳ vội vàng đuổi theo, chờ đến lúc đuổi kịp Mục Lương, anh đang phá vỡ tường thành Úng Thành. Ầm ầm, động tĩnh lớn giống như trước đó, thấy trong lòng người đang đứng trên đường phố của phố buôn bán run sợ. Đất đá không đủ. Mục Lương vung tay lên. Suy nghĩ của anh khẽ động, đang giao lưu với rùa đen, tiểu huyền vũ, vận chuyển chút đất đá lên đây. Vô thanh vô tức, bức tường pha lê phía trên phố buôn bán mở ra. Ngao ô. Rùa đen phát ra một tiếng gầm nhẹ, thao túng bùn đất đá tảng dưới chân bay về phía anh đứng. Ầm ầm. Đất đá bay lên trời cao, phô thiên cái địa lướt qua bầu trời của khu vực này. Một màn này để làm người đi đường đứng ngây ra như phỗng, lại lần nữa bị choáng váng. Ánh mắt của quần chúng đờ đẫn, nhìn bùn đất rơi vào đoạn cuối con phố, xếp thành một tòa núi nhỏ. Đủ rồi, Mục Lương dùng ý niệm truyền đạt suy nghĩ cho Tiểu Huyền Vũ. Đất đá bay lên cuồn cuộn ngừng lại, mặt đất khôi phục lại yên tĩnh. Anh đưa tay ra, đất đá lại lần nữa cuồn cuộn bay lên, xếp chồng lên nhau, tạo thành tường ngoài viện ca kịch. Tường ngoài viện ca kịch sẽ thay thế một đoạn tường thành của Úng Thành vừa mới bị phá vỡ xong. Từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện viện ca kịch có hình bầu dục. Bên tường ngoài dần thu hẹp về phía trước, cuối cùng hoàn toàn khép kín lại. Trên đỉnh chóp hình cung, có 18 lỗ tròn có đường kính chừng 1 mét, dùng để thoáng hơi. Viện ca kịch cao đến 12 mét, chiều dài vượt qua 50 mét. Thật lớn, Mễ Nặc khẽ nhếch lấy miệng nhỏ. Đây là muốn làm cái gì? Hồ Tiên đi tới bên cạnh nhóm Nguyệt Thấm Lan, hỏi. Xây viện ca kịch. Nguyệt Thấm Lan dịu dàng giải thích rõ. Viện ca kịch.
ánh mắt của Hồ Tiên rực rỡ. Cô nghe Mễ Nặc nhắc qua, Mục Lương muốn xây viện ca kịch cho cô ấy ca hát. Bên ngoài cứ như vậy đi, bên trong còn phải sửa lại một chút. Mục Lương cất bước đi vào bên trong viện ca kịch. Anh giơ tay lên, đất đá lại lần nữa bay đến, chia bên trong thành hai tầng. Đồng thời Mục Lương xây sân khấu cao tới 2 mét, có dạng hình cung. Đằng sau sân khấu là hậu trường, chỉ dành ra vừa đủ không gian, còn phần trang trí cái gì sẽ giao cho người ở phường sửa chữa. Mục Lương tiếp tục hoàn thiện kiến trúc cơ bản của viện ca kịch. Anh đang tính toán tầng thứ nhất sẽ là ghế ngồi phổ thông, tầng 2 là phòng khách dành cho khách quý. Đất đá lại lần nữa ngưng kết, từng trụ đá bay lên, tạo thành tầng thứ 2, tổng cộng chia thành 18 phòng khách, mặt tường về phía sân khấu, anh dùng lưu ly thay thế. Mặt đất tầng 1 cũng đang xảy ra biến hóa, từng tầng hơi nhô cao lên, tạo thành cầu thang, giống thiết kế rạp chiếu phim ở địa cầu. Chỗ ngồi dùng gỗ làm là được. Mục Lương lấy tay về, kiến trúc ban đầu của viện ca kịch đã hoàn thành, còn lại đều giao cho thợ phường sửa chữa tới hoàn thiện. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả. Các trùng khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, tòa thành kế tiếp. Bên trong phố buôn bán, Nguyệt Thấm Lan, Mễ Nặc, Hồ Tiên tò mò đánh giá viện ca kịch đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thấm Lan, vào đây nhìn xem. Giọng của Mục Lương truyền ra từ viện ca kịch. Tốt. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã bước vào bên trong. Cô đi tới bên cạnh anh, đôi mắt màu xanh nước biển xinh đẹp quét nhìn một vòng. Rất lớn. Nguyệt Thấm Lan khẽ nhếch môi hồng. Anh cầm hai bản thiết kế, ôn hòa nói, đây là phương án trang trí tòa nhà này, ngươi gọi người của xưởng trang trí tới thi công đi. Được. Nguyệt Thấm Lan tiếp nhận bản vẽ, cúi đầu nhìn lướt qua. Ngươi có chỗ nào không hiểu không? Mục Lương nhẹ giọng hỏi. Không có, bản vẽ này rất chi tiết và dễ hiểu. Cô cười một tiếng. Ừ. Mục Lương gật đầu, bình tĩnh nói, cần đẩy nhanh tiến độ trang trí, phải hoàn thành trước khi đến thành tương lai. Thành tương lai. Nguyệt Thấm Lan sửng sốt, hai mắt màu xanh nước biển chớp chớp, kinh ngạc hỏi, kế tiếp chúng ta sẽ đến thành tương lai à? Ừ. Mục Lương đáp. Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, hay ngươi có đề nghị nào hay hơn? Không có. Nguyệt Thấm Lan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Vậy thì chúng ta tới thành tương lai thôi. Mục Lương cười nói, đi thành sơn cũng là không tệ nha. Hồ Tiên uốn éo đi vào viện ca kịch. Anh nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, thành sơn. Ừ, đó là một tòa thành lớn được xây dựng trong núi. Hồ Tiên gật đầu nói, ý của ngươi là nó được xây dựng ở trong lòng núi à? Nguyệt Thấm Lan nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Tiên. Đúng vậy, thành sơn còn được gọi là tòa thành được xây ở trong sơn động. Hồ Tiên đáp, nghe có vẻ thú vị đấy. Hứng thú của Mục Lương bị gợi lên. Tòa thành lớn được xây trong sơn động sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Mễ Nặc chớp đôi mắt màu xanh lam, tò mò hỏi, thành sơn cách thành Dạ Nguyệt bao xa vậy? Đôi mắt màu đỏ rực của Hồ Tiên lấp lóe, trong lòng tính toán một phen, trả lời, ước chừng phải đi mất một tháng. Đủ xa, khóe miệng của Mục Lương co giật. Ly Nguyệt đã nghe ngóng rõ ràng, với tốc độ trước mắt của rùa đen thì chỉ cần 20 ngày để đi từ thành Dạ Nguyệt tới thành tương lai. Nếu như rùa đen tiến hóa đến cấp 9 thì tốc độ sẽ nhanh hơn nữa, thời gian di chuyển giảm hơn phân nửa. Ngươi còn biết gì về thành sơn không? Mục Lương nghiêng đầu hỏi. Ta chỉ biết nhiều như vậy thôi. Hồ Tiên nhún vai. Vậy thì phái người đi vào thành Dạ Nguyệt hỏi thăm tin tức một chút. Mục Lương quyết định. Đã biết. Nguyệt Thấm Lan dịu dàng đáp ứng. Mễ Nặc kéo ống tay áo của Mục Lương, rụt rè hỏi, Mục Lương, sau này ta sẽ ca hát ở đây à? Ừ, ngươi đứng ở trên sân khấu kia, chỗ ngồi bên dưới sẽ đầy người. Mục Lương giơ tay giới thiệu, ta có thể không cần đứng trên đó không? Mễ Nặc rụt cổ lại, tai thỏ màu lam cụp xuống. Viện ca kịch còn chưa xây xong mà cô gái, tai thỏ đã khiếp sợ, tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh đáng sợ. Mục Lương xoa đầu cô gái tai thỏ, ôn hòa hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn chữa khỏi chứng sợ người lạ của mình sao? Muốn. Mễ Nặc cắn môi dưới. Cô rất muốn được đi dự tiệc, đi dạo chơi ngắm cảnh cùng với Mục Lương. Vậy thì ngươi kiên trì một chút, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Anh dịu dàng trấn an. Vâng. Mễ Nặc gật đầu, nhỏ giọng đáp lại. Đến lúc đó ta sẽ cùng hát với ngươi.
Hồ Tiên thích thú vuốt ve tai thỏ màu lam của Mễ Nặc. A a, con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc trở nên ngập nước. A, Hồ Tiên cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng buông tay ra. Trong lòng Mục Lương khẽ nhúc nhích, môi mím chặt. Chị Hồ Tiên, ngươi đừng có sờ lung tung. Mễ Nặc giận trách. Xin lỗi. Hồ Tiên thả tay xuống, dùng đuôi hồ ly che mặt. Đi thôi, chúng ta trở về. Mục Lương nắm tay của cô gái tai thỏ, cất bước đi ra ngoài. Mễ Nặc ngẩng đầu nhìn anh, hồn nhiên nói, Mục Lương, ta lái xe chở ngươi về. Thôi, để ta chở ngươi. Mục Lương sờ cằm nói. Là người đứng đầu một thành, bắt một cô gái chở mình bằng xe đạp, anh cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng được. Mễ Nặc cười nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bước ra viện ca kịch, cưỡi xe đạp rời đi. Hai người đó bỏ rơi chúng ta rồi. Nguyệt Thấm Lan nhìn Mục Lương và cô gái tai thỏ đi xa. Đạp đạp đạp. A Thanh và hộ vệ khu vực trung ương vội vàng đuổi theo. Ta đi chân bảo lâu đây. Hồ Tiên khoát tay, uốn éo đi ra. Ta cần phải tới phường sửa chữa một chuyến. Nguyệt Thấm Lan ngáp một cái, giọng điệu lười nhác, muốn nghỉ ngơi. Ở cửa ra vào Tam Tinh Lâu, A Đát Trúc và Giả Lỗ nghiêng người, khóe mắt liếc về phía phố buôn bán. Mục Lương chở cô gái tai thỏ bằng xe đạp đi ngang qua. Đội trưởng, người kia có phải là thành chủ thành Huyền Vũ không? A Đát Trúc xoay người lại, nhìn bóng lưng đi xa của Mục Lương. Trường hợp đất đá đầy trời trước đó khiến cô ta không khỏi kinh ngạc. Ta không chắc, Giả Lỗ nói với giọng khàn khàn. Hai người không hiểu biết nhiều về thành Huyền Vũ, ngay cả thành chủ thành Huyền Vũ tên là gì mà bọn họ cũng không biết. Giả Lỗ thay đổi đề tài, thật ra ta cảm thấy rất hứng thú đối với linh khí mà bọn họ cưỡi. Đó là linh khí sao? A Đát Trúc kinh ngạc nâng mắt lên. Chắc là vậy, nếu không thì tại sao nó có thể chạy nhanh như vậy? Giả Lỗ híp mắt lại, nhìn xe đạp quẹo vào úng thành rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn. A Đát Trúc trầm giọng nói, ta càng ngày càng hoài nghi Giả Lạc đang ở thành Huyền Vũ. Giả Lỗ né tránh đôi mắt màu trắng của A Đát Trúc, thấp giọng nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, đừng hành động theo cảm tính. Đội trưởng, chúng ta không thể cứ ở đây mãi được, đừng nói là ngươi đang tìm cách lười biếng nha. A Đát Trúc nhàn nhạt nói, hay là ngươi lên làm đội trưởng đi. Khóe mắt Giả Lỗ nhảy lên, thôi thôi, trở thành đội trưởng có quá nhiều chuyện, phiền phức. A Đát Trúc quả quyết từ chối. Với thực lực của cô thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm đội trưởng thẩm phán. Ngay cả trưởng lão thành tương lai cũng cho như vậy, nhưng cô gái tóc trắng không có suy nghĩ về phương diện này. Giả Lỗ giật khóe miệng. Ta có thể dễ dàng đi vào ngoại thành bằng năng lực của mình, tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề. A Đát Trúc kéo đề tài trở về. Tự bảo vệ bản thân. Giả Lỗ nghiêm túc hỏi, người đàn ông vừa chạy ngang qua có thực lực thấp nhất là cấp 7, ngươi đánh thắng được hắn sao? A Đát Trúc nhíu mày, yên lặng không nói gì. Giả Lỗ lạnh lùng răn dạy, còn người quản lý phố buôn bán, người phụ nữ có 7 đuôi hồ ly kia, thực lực của cô ta cũng ở cấp 7. Ta biết rồi, ngươi câm miệng đi. A Đát Trúc bĩu môi, cô nhìn chằm chằm Giả Lỗ với ánh mắt không có ý tốt. Ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện. Giọng điệu của Giả Lỗ hòa hoãn lại. Hắn không hy vọng nảy sinh xung đột với cô gái tóc trắng. Dù sao hắn rất có khả năng đánh thua. Năng lực của cô gái tóc trắng quá quỷ dị, rất khắc chế với hắn. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy thì chúng ta mau rời khỏi thành Huyền Vũ đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. A Đát Trúc lạnh mặt lên tiếng. Giả Lỗ trầm giọng nói, đợi 2 ngày nữa đi, nếu tới lúc đó vẫn chưa phát hiện gì thì chúng ta rời đi. Tiền phòng ngươi trả. A Đát Trúc nói một câu. Được. Giả Lỗ cạn lời. Chương 504, tìm thành chủ vay tiền. Mặc dù giá tiền ở Tam Tinh Lâu không rẻ, nhưng hắn còn chưa đến mức không thể trả nổi tiền phòng. A Đát Trúc bước vào phố buôn bán, đi về phía viện ca kịch vừa xây xong ở cuối đường. Ngươi đến đó làm gì? Giả Lỗ không hiểu hỏi. Nhìn một chút, A Đát Trúc thuận miệng đáp. Giả Lỗ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Lúc này, ở cửa ra vào úng thành, A Lê Tuyết và A Lê Nhã đang đi về phía phố buôn bán. A Lê Nhã, chúng ta cần phải trở về. A Lê Tuyết lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại cô đang bị em gái lôi kéo về phía phố buôn bán. Chị à, chúng ta chỉ cần đi dạo một vòng thôi. A Lê Nhã nghiêm túc nói, thành chủ đại nhân đã bảo chúng ta cần phải nghỉ ngơi,
đừng cứ lì trong xưởng chế tạo linh khí nữa. Nhưng ta không mệt. A Lê Tuyết chớp đôi mắt màu tím nhạt. Không, ngươi rất mệt. A Lê Nhã nghiêm túc nói. Cô đã ở trong xưởng chế tạo linh khí 2 ngày rồi, hôm nay nhất định phải kéo chị gái đi ra ngoài thả lỏng một chút. A Lê Tuyết bất đắc dĩ, tùy ý em gái kéo mình tới phố buôn bán, nghiêm túc nói, chỉ đi dạo một lúc thôi đấy, thành chủ đại nhân còn muốn chúng ta chế tác máy ghi âm và ống giảm thanh. Được rồi, chỉ đi dạo một lúc thôi. A Lê Nhã gật đầu liên tục. Cô kéo chị gái đi về phía tiệm mỹ thực khoai lang, chúng ta đi mua khoai nướng. Nhớ phải tiết kiệm đồng Huyền Vũ, đừng mua lung tung. A Lê Tuyết dặn dò. Chị à, chúng ta kiếm tiền là để tiêu xài mà, giữ lại để làm gì? Hai mắt màu xám của A Lê Nhã lập lòe ánh sáng nhạt. Nói thì nói như thế. A Lê Tuyết giơ tay gõ đầu em gái, tức giận nói, nếu sau này xảy ra việc lớn, cần dùng rất nhiều đồng Huyền Vũ thì ngươi sẽ làm thế nào hả? Vậy thì tìm thành chủ vay tiền. A Lê Nhã trả lời không chút để ý. Vậy nếu thành chủ đại nhân không cho thiếu nợ thì sao? A Lê Tuyết hỏi ngược lại một câu. Vậy thì bán mình, ta bán bản thân cho thành chủ là được rồi. A Lê Nhã nhướng mày nói. Ta rất thích thành Huyền Vũ, nếu không có tình huống đặc biệt thì ta sẽ không rời đi. A Lê Tuyết dừng bước, cô cũng có suy nghĩ giống với em gái. Chị à, đi thôi, đã lâu lắm rồi chúng ta không ăn khoai nướng rồi. A Lê Nhã làm nũng. Thật ra đi mua khoai lang ở siêu thị Huyền Vũ rồi về nhà tự nướng sẽ tiết kiệm hơn. A Lê Tuyết thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi biết nướng khoai à? A Lê Nhã hồ nghi hỏi. Trong nhận thức của A Lê Nhã, chị gái của cô chỉ có thể chế tác linh khí, đối với nấu nướng là rốt đặc cán mài. A Lê Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lập tức từ bỏ, dịu dàng nói, ta cảm thấy chúng ta đi mua khoai nướng ở cửa hàng là tốt nhất. Hi hi, đi thôi. A Lê Nhã kéo tay của chị gái, hào hứng đi vào tiệm mỹ thực khoai lang. Sau 5 phút, hai người cầm khoai nướng, vui vẻ vừa đi vừa ăn trên đường, bắt đầu đi dạo các cửa hàng khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đi thôi, tới lúc trở về rồi. A Lê Tuyết vừa ăn xong khối khoai nướng cuối cùng. Vâng, A Lê Nhã lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Hai người quay người đi về phía Úng Thành. Cách đó không xa, A Đát Trúc và Giả Lỗ vừa vặn trở về. Thấy bóng dáng của A Lê Tuyết và A Lê Nhã xa xa. Đội trưởng, đằng trước có phải là A Lê Tuyết và A Lê Nhã không? Đôi mắt màu trắng của A Đát Trúc trợn tròn. Tóc màu xám và tóc màu tím nhạt, đúng là họ. Giả Lỗ chấn động tinh thần, hai tròng mắt lập tức lộ ra sát ý. Cuối cùng cũng tìm được, không ngờ hai người họ thật sự ở thành Huyền Vũ. A Đát Trúc cong môi cười, cất bước muốn tiến lên. Nhưng A Lê Tuyết và A Lê Nhã đã rẽ vào Úng Thành, tiến vào ngoại thành. Đừng xúc động, Giả Lỗ ngăn chặn A Đát Trúc. Đáng giận, chỉ suýt nữa thôi. A Đát Trúc nghiến răng, khí thế quanh thân chậm rãi tan rã. Ánh mắt Giả Lỗ lóe lên, trầm giọng nói, không vội, bây giờ chúng ta đã xác định họ ở thành Huyền Vũ, sau này lại tìm cơ hội bắt cả hai là được rồi. A Đát Trúc lườm Giả Lỗ một cái, lạnh lùng trở về Tam Tinh Lâu. Giả Lỗ đen mặt, hắn lại bị khinh thường lần nữa. Buổi chiều. Trong thư phòng, Mục Lương lật xem tư liệu mà Ly Nguyệt đưa tới. Tin tức về Thành Sơn vẫn còn quá ít. Mục Lương lật xem 2 trang, tin tức liên quan tới Thành Sơn quá ít ỏi. Trước, mắt chỉ biết Thành Sơn là một tòa thành lớn được xây ở trong sơn động, dân cư là 6 vạn người, nghe nói bọn họ được gọi là người lòng đất. Còn có tin tức khác không? Mục Lương nhìn về phía cô gái tóc trắng. Trước mắt thì chỉ điều tra được bao nhiêu đây? Ly Nguyệt chậm rãi lắc đầu, đôi mắt màu trắng bạc liếc nhìn anh. Mục Lương chậm rãi gật đầu, hạ quyết tâm nói, vậy chúng ta xuất phát tới thành tương lai trước, tới đó rồi lại tiếp tục thu thập tin tức của Thành Sơn. Anh quyết định đi tới thành tương lai trước, khi nào hiểu biết rõ ràng Thành Sơn rồi lại tính toán hành trình tiếp theo. Tốt, ta sẽ lưu ý. Ly Nguyệt đáp lại với giọng nói trong trẻo. Cộc cộc cộc. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Ngài Lị Na đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tràn ngập hứng thú đi về phía anh. Mục Lương, gia tộc Lộ Pháp đã đưa tinh thạch hung thú tới. Cô quơ quơ túi gia thú trong tay rồi đặt nó trước mặt Mục Lương. Bọn họ thật sự đưa tiền tới đây. Mục Lương nâng mắt lên, kinh ngạc nói. Bọn họ sợ ngươi tìm tới cửa đòi diệt tộc. Ngài Lị Na hồi tưởng lại nội dung cô nghe được ở bên trong lâu đài Lộ Pháp. Cô đã thay đổi bộ khôi giáp U Linh mới,
phối hợp với ống giảm thanh, quả thật là ra vào lâu đài lộ pháp như chỗ không người. Khả năng này có thể xảy ra. Mục Lương cười khẽ gật đầu. Anh luồn tay vào trong túi gia thú, trong lòng mặc niệm, hệ thống, chuyển hóa tinh thạch hung thú thành điểm tiến hóa. Keng, chuyển hóa thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Mục Lương hơi nhúc nhích ý niệm, mở giao diện thuộc tính 4 chiều của mình. Thuần dưỡng sư, Mục Lương, thể lực 499.2, tốc độ 489.3, sức mạnh 492.0, tinh thần 473.5, tuổi thọ 24 tuổi trên 5.561 năm, điểm thuần dưỡng 950, điểm tiến hóa 1.996.000.000, năng lực cộng hưởng cấp 7, lĩnh vực im lặng cấp 7, động vật thuần dưỡng trùng cộng hưởng, thiên phú cộng hưởng cấp 7, thú thực âm, thiên phú, lĩnh vực im lặng cấp 7, thực vậy thuần dưỡng, cây cao su, thiên phú, co giãn biến hình cấp 7. Cuối cùng cũng đạt được 1 tỷ điểm tiến hóa. Lúc này tâm trạng của Mục Lương rất kích động, chẳng mấy chốc nữa anh sẽ nắm giữ thú nuôi cấp 9 đầu tiên. Anh bắt đầu chờ mong, rùa đen cấp 9 sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Ở thành Dạ Nguyệt 10 ngày, tinh thạch hung thú lấy từ phòng giao dịch của phố buôn bán cùng với sự đóng góp của gia tộc Dạ Nguyệt, gia tộc lộ pháp mới có thể khiến điểm tiến hóa đột phá 1 tỷ điểm. Đi dán thông báo, ngày mai thành Huyền Vũ sẽ rời đi, mục tiêu là thành tương lai. Mục Lương nhìn về phía cô gái tóc trắng. Vâng. Ly Nguyệt nhẹ giọng đáp lại, quay người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, cáo mượn oai hùng. Lúc này, cửa thư phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Ta đã trở về. Nguyệt Phi Nhan hưng phấn chạy vào thư phòng. Mục Lương ngước mắt, ôn hòa nói, ngươi vất. Và rồi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nguyệt Phi Nhan khoát tay, hồn nhiên nói, chỗ bán vé ở thành Phi Điểu cũng rất tốt, không có bị phá hoại. Vậy là tốt rồi. Mục Lương cười gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Nguyệt Phi Nhan chần chừ hỏi. Đi thôi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Anh không khỏi cười dặn dò. Ta đi học chạy xe đạp. Nguyệt Phi Nhan không quay đầu lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô vừa trở lại cung điện thì thấy Hy Bối Kỳ đang tập đạp xe. Sau khi hỏi vài câu, liền vội vàng tới thư phòng báo cáo công việc với Mục Lương rồi đi tìm cô gái ma cà rồng. Ong ong ong. Âm thanh do không khí chấn động truyền đến. Mục Lương có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Anh đứng dậy mở cửa, hai con trùng cộng hưởng lập tức bay vào, tiếp theo là một cặp trùng cộng hưởng cấp 5 với hình thể to hơn theo ở phía sau. Trứng nở rồi à? Đôi mắt đen láy của Mục Lương sáng lên. Trùng cộng hưởng cấp 7 sẽ đẻ trứng 3 ngày một lần, mỗi lần đều là 2 quả. Hơn nữa sau khi trứng nở thì nhất định sẽ là một cái một đực, thực lực ở khoảng cấp 4. Cấp 5. Ong ong ong, trùng cộng hưởng cấp 7 bay quanh Mục Lương 2 vòng, sau đó dừng ở trước mặt anh. Mục Lương dùng tâm linh ý niệm trao đổi với bọn chúng, rõ ràng ý của trùng cộng hưởng. Lần này, chúng nó tới đây là muốn mang đời sau tới gặp Mục Lương. Rất tốt. Anh tán dương, giơ tay chạm nhẹ vào cơ thể trùng cộng hưởng, cho mỗi con ăn 100 điểm tiến hóa. Ong ong ong, trùng cộng hưởng vui sướng đập cánh, biểu đạt tâm trạng hiện giờ của mình. Mục Lương đổi đề tài, đúng rồi, năng lực của bọn nó khác với các ngươi như thế nào? Ong ong ong, trùng cộng hưởng đập cánh đáp lại. Khoảng cách truyền âm chỉ bằng một nửa các ngươi, thời gian kéo dài gấp 3 lần mới truyền đến. Mục Lương gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nếu vượt quá 10 km, âm thanh truyền lại giữa con đực và con cái sẽ bị chậm từ 4 đến 6 giây. Ong ong ong, trùng cộng hưởng đập cánh đáp lại, sau đó bay ra khỏi phòng làm việc. Trở lại trà thụ tinh thần, bây giờ nơi đó đã thành tổ của bọn chúng. Độ trễ truyền âm của trùng cộng hưởng cấp 5 hơi lâu. Mục Lương dựa lưng về phía sau, 10 ngón tay giao nhau đặt trước người. Trùng cộng hưởng cấp 5 thích hợp để sử dụng ở cự ly ngắn, như vậy có thể tránh đi sự tai hại thời gian. Thích hợp để bộ đội đặc chủng U Linh sử dụng lúc làm nhiệm vụ. Trong lòng Mục Lương có ý tưởng. Có trùng cộng hưởng, sau này khi bộ đội đặc chủng U Linh thi hành nhiệm vụ có thể tìm hiểu tình huống theo thời gian thực, hơn nữa kịp thời đưa ra các chỉ thị. Mục Lương còn rất nhiều ý tưởng,
nhưng tất cả đều cần trùng cộng hưởng đạt đến số lượng nhất định mới có thể thực hiện được. Ngày thứ hai, sáng sớm, bầu trời vẫn một màu xám xịt. Ngao ô, rùa đen ngủ say đã thức tỉnh, mở đôi mắt cực lớn, con người, màu xanh lá thâm thúy. Nó ngẩng đầu lên, mặt đất bắt đầu chấn động, bốn chân to như quả núi chống đỡ thân thể khổng lồ, thiên môn lâu cách mặt đất càng ngày càng cao. Mặt đất rung chuyển với cường độ tăng vọt. Nơi xa, thành Dạ Nguyệt chấn động, có nhiều chỗ trên tường thành lại rạn nứt lần nữa. Trên tường thành, trưởng lão bốn gia tộc lớn tề tụ, nhìn rùa đen thức tỉnh phía xa. Cuối cùng cũng đi rồi, Cát Tư không khỏi cảm thán một câu. Rùa đen còn ở đây ngày nào thì trong lòng lão không yên ổn ngày đó. Hy Bối Kỳ vẫn không chịu trở về à? Đại trưởng lão Lộ Pháp liếc nhìn Cát Tư. Cát Tư đảo mắt một vòng, hất hàm vênh mặt đáp, con bé đã quyết định liên hôn với thành chủ thành Huyền Vũ rồi. Lão muốn cáo mượn oai hùng, lấy thanh thế của thành Huyền Vũ khiến ba gia tộc còn lại kính sợ, tránh việc dao động địa vị thành chủ của gia tộc Dạ Nguyệt. Trưởng lão gia tộc Sát Huyết và trưởng lão gia tộc Mễ Hiết lập tức quay đầu nhìn Cát Tư. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đại trưởng lão Lộ Pháp lạnh lùng cười một tiếng, lão hoàn toàn không tin lời của đối phương. Tin hay không thì tùy ngươi thôi, Cát Tư nhàn nhạt đáp lại. Áo Lợi Ba liếc nhìn đại ca, lựa chọn im lặng. Ngao ô, rùa đen lại gào lên một tiếng, như tuyên cáo cái gì. Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu di chuyển, bước chân rời xa thành Dạ Nguyệt, mỗi một bước đều khiến mặt đất run rẩy. Ầm ầm. Ngay sau đó, tường thành dưới chân các trưởng lão sụp đổ, cả đám sợ hãi vội vàng vận dụng lực lượng huyết mạch, giang cánh bay lên cao. Áo Lợi Ba quay đầu nhìn trong thành, lại có rất nhiều phòng ốc bị sụp đổ. Rời đi cũng không chịu yên tĩnh, đại trưởng lão Lộ Pháp hừ lạnh một tiếng. Chờ đến khi rùa đen hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trưởng lão của bốn gia tộc Ma Cà Rồng mới lần lượt rời đi. Thành Huyền Vũ, phố buôn bán. Lúc này, trước cửa phố buôn bán có thể giăng lưới bắt chim, khôi phục lại dáng vẻ tiêu điều như trước. Đạp đạp đạp, A Đát Trúc và Giả Lỗ nghỉ chân ở bên ngoài Tam Tinh Lâu. Hai người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, các đám mây màu xám đang lùi về sau, rùa đen di chuyển với tốc độ rất nhanh. Ta thật sự không tưởng tượng nổi, một tòa thành lớn như vậy thật sự được man thú hoang cổ trở đi khắp nơi. A Đát Trúc cảm thán một tiếng, thành Huyền Vũ muốn tới thành tương lai, đúng lúc tiện đường cho chúng ta, Giả Lỗ trầm giọng nói. Đáy mắt của A Đát Trúc thoáng qua một tia lạnh như băng, cô lạnh nhạt nói, tốt nhất là chúng ta bắt được kẻ phản bội trước khi đến thành tương lai. Đừng xúc động, Giả Lỗ nhíu mày nhắc nhở. A Đát Trúc chừng Giả Lỗ một cái, tức giận nói, ta nghe câu này đã nhàm chán lắm rồi. Giả Lỗ đen mặt lại. Bách biến ma nữ đi ra Tam Tinh Lâu, dặn dò cả hai, giữa trưa các ngươi không nên đi lung tung, ngoan ngoãn ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Tại sao? Giả Lỗ nghi ngờ hỏi. Thành Huyền Vũ sắp tiến hành lần cải tạo thứ tư. Vì an toàn, tốt hơn là các ngươi nên ở trong phòng. Bách biến ma nữ giải thích. Lần cải tạo thứ tư nghĩa là gì? A Đát Trúc lên tiếng thắc mắc, hai hàng lông màu trắng nhíu lại. Giữa trưa các ngươi sẽ biết, đừng bị dọa sợ nha. Bách biến ma nữ cười giảo hoạt, khoát tay đi về phía Mỹ Thực Lâu, cô muốn ăn sáng. Dọa sợ chúng ta sao? A Đát Trúc bĩu môi, hư cười một tiếng. Khu vực trung ương, thành Huyền Vũ. Trên quảng trường nhỏ trước cung điện, Mục Lương, Ly Nguyệt, Nguyệt Thấm Lan đều có mặt ở đây. Các cô gái đều đang chờ mong lần cải tạo thứ tư của thành Huyền Vũ, nó sẽ có bộ dáng gì? Thông báo đều đã dán xong chưa? Mục Lương nghiêng đầu hỏi. Trời còn chưa sáng đã dán hết rồi, Nguyệt Thấm Lan ưu nhã đáp lại. Mục Lương thông báo cho công xưởng nghỉ một ngày, toàn bộ người dân đều phải ở trong nhà. Ừm, vậy là tốt rồi, Mục Lương yên lòng. Rùa đen sắp tiến hóa cũng là lần cải tạo thứ tư của thành Huyền Vũ, nhất định sẽ long trời lở đất. Hô hô, thiếu nữ Ma Cà Rồng đập cánh, từ phương hướng ngoại thành bay trở về. Mục Lương, trên đường ngoại trừ vệ tuần tra, đã không có những người khác. Hy Bối Kỳ thu hẹp cánh lại, rơi vào trước mặt Mục Lương. Không có người là ổn rồi, anh khẽ gật đầu. Chương 506, rùa đen tiến hóa cấp 9. Sắp bắt đầu rồi sao? Mễ Nặc chớp đôi mắt màu xanh lam, hai tay nắm chặt. Các cô gái lập tức trở nên khẩn trương, ngoại trừ Hồ Tiên và một bộ phận nhỏ, những người khác ở khu vực trung ương từng được chứng kiến lần cải tạo thứ ba của thành Huyền Vũ. Bây giờ,
Các cô đều chờ mong, muốn được quan sát cảnh tượng kinh thiên động địa một lần nữa. Đã đến giờ rồi. Mục Lương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vào lúc giữa trưa. Ầm ầm, rùa đen chợt khựng lại, không còn cất bước tiến lên. Xung quanh nó là một vùng đất bỏ hoang, không có sinh linh. Bắt đầu, Nguyệt Thấm Lan ngẩng đầu, hai mắt màu xanh nước biển lóe sáng. Mục Lương bay lên không trung, lòng bàn tay chạm vào lưu ly che chắn, hơi nhúc nhích ý niệm. Trong ánh nhìn chăm chú của các cô gái, bức tường lưu ly từ từ nứt vỡ dưới lòng bàn tay của anh, sau đó tỏa ra ngoài tựa những cánh hoa giống như lần trước. Như vậy trong lúc rùa đen đang tiến hóa thì sẽ không phá hủy bức tường lưu ly. Mục Lương đáp xuống rồi áp sát tay lên mặt đất, thầm ra lệnh, hệ thống, tiến hóa rùa đen đến cấp 9. Keng, cấp 8 tiến hóa lên cấp 9, trừ 100 triệu điểm tiến hóa. Keng, tiến hóa rùa đen cấp 9 thành công. Keng, kế thừa thiên phú khống chế trọng lực của rùa đen không? Khống chế trọng lực. Mục Lương nhướng mày. Rùa đen cấp 8 có năng lực là điều khiển trọng lực, bây giờ năng lực của rùa đen cấp 9 lại biến thành khống chế trọng lực. Hai từ này có ý nghĩa khác nhau rất lớn. Điều khiển trọng lực là thao túng trọng lực, khống chế trọng lực là nắm giữ trọng lực. Kế thừa, Mục Lương mặc niệm một câu, chuẩn bị giai đoạn cường hóa cơ thể. Đinh, đang cải tiến, khống chế trọng lực, đang thích ứng, hoàn tất truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên. Cơ thể của Mục Lương lập tức bị một dòng nước ấm bao bọc, ngay sau đó bắp thịt cả người như bị xé nứt. Một cơn đau nhức kịch liệt không có gì sánh kịp ập tới. Hừ, anh không khỏi rên một tiếng, cơn đau lần này cao gấp mấy lần so với lần tăng cấp trước đó. Mục Lương cắn chặt hàm răng, vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng lần cường hóa này quá lớn, mãnh liệt hơn nhiều so với bất kỳ lần nào trước đó. Lốp bốp, xương cốt cả người anh phát ra tiếng nứt vỡ như rang đậu phộng, tiếp đó lại giống như bị búa to nện xuống rèn đúc nhiều lần, thanh thế khiếp người. Phanh phanh phanh. Nhịp tim của Mục Lương bắt đầu tăng tốc, từng tiếng tim đập như sấm khiến cho các cô gái cảm thấy ù tai. Đau tai quá. Sắc mặt của Hy Bối Kỳ trắng bệch, hai mắt trở nên đỏ như máu, cô phải vận dụng sức mạnh huyết mạch để chống cự. Mọi người mau lùi về phía sau. Sắc mặt của Nguyệt Thấm Lan cũng trở nên trắng bệch, lo lắng hô to. Nguyệt Phi Nhan và những người khác không chịu nổi, lảo đảo rời xa Mục Lương. Mục Lương, khóe mắt của Mễ Nặc phiếm hồng, trong lòng lo lắng vô cùng. Mau rời khỏi đây đi, Mục Lương không sao đâu, hắn chỉ đang cường hóa cơ thể thôi. Nguyệt Thấm Lan nghiêm túc giải thích, khí thế thật là mạnh mẽ. Bảy chiếc đuôi hồ ly sau lưng Hồ Tiên lập tức dựng thẳng, lắc lư giống như khổng tước xòe đuôi. Cô gái tai thỏ muốn ở lại, nhưng khí thế mà Mục Lương tản mát ra ngoài cùng với tiếng tim đập như sấm bên tai thật sự khiến người khó mà tới gần. Mọi người mau rời khỏi đây. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Thấm Lan tràn ngập sự nghiêm túc, váy lam tinh trên người tản mát ra ánh sáng xanh nước biển. Cô giơ tay ngưng tụ nguyên tố nước, cuốn lấy các cô gái đưa ra khỏi khu vực trung ương. Nàng lại ra lệnh lần nữa, Ngải Lị Na, Ly Nguyệt, Ngôn Băng, Nikatoa, phong tỏa toàn bộ khu vực trung ương, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Rõ, Ly Nguyệt lo lắng nhìn Mục Lương lần cuối, sau đó lao xuống trung ương, mang theo một nhóm hộ vệ canh gác xung quanh. Các cô gái bị đưa ra ngoài, bên trong khu trung ương chỉ còn lại Hồ Tiên và Nguyệt Thấm Lan. Hai cô gái lưu lại phụ trách bảo hộ Mục Lương, khi anh đang cường hóa cơ thể thì cũng là thời điểm yếu ớt nhất, cho nên cần phải cẩn thận hơn. Ầm ầm, tiếng vang tựa như núi lở truyền đến, khu vực trung ương lắc lư chấn động, sau đó toàn bộ thành Huyền Vũ đều rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Hồ Tiên biến sắc, đôi mắt màu đỏ rực trở nên lạnh lùng. Giọng nói của cô lạnh như băng. Cảnh giác nói, chẳng lẽ địch tập kích sao? Không phải. Nguyệt Thấm Lan lắc đầu trầm giọng nói. Cô đã chứng kiến rùa đen tiến hóa nhiều lần cho nên hiểu rõ tình huống trước mắt là man thú hoang cổ cũng bắt đầu tiến hóa. So sánh với sự hoảng sợ của Hồ Tiên, nhóm người Ly Nguyệt bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mà bọn họ lại càng lo lắng tình huống của Mục Lương hơn. Ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, từng khe nứt sâu hoắm xuất hiện và trải rộng. Rùa đen phát ra tiếng gào thống khổ, khe hở trên mai rùa càng lúc càng lớn, cơ thể của nó cũng dần dần tăng trưởng. Bởi vì anh đã bắt chuyện với nó trước đó, cho nên khu ngoại thành, những tòa nhà trên mai rùa vẫn hoàn chỉnh, chỉ có đường phố đang chậm rãi mở rộng. Tường thành lại bị vỡ nữa rồi, lần này động tĩnh của thành chủ đại nhân thật quá lớn. Bên trên sơn hải quan,
Nhóm thành phòng quân la to liên tục, một vài tân binh suýt nữa sợ mất mật. Bọn hắn nắm chặt tường thành, thấy tường thành bên cạnh rạn nứt, sau đó hoàn toàn tách rời. Khoảng cách hai đoạn tường thành càng ngày càng rộng, đã vượt qua 100 mét. Mọi người bình tĩnh, chỉ là man thú hoang cổ đang tiến hóa thôi. Vệ cảnh hô to, trấn an những tân binh lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Trên thực tế thì hắn cũng run như cầy sấy, cho dù thấy rùa đen tiến hóa bao nhiêu lần đi nữa thì hắn vẫn sẽ chấn động không thôi. Phố buôn bán, A Đát Trúc và Giả Lỗ bị dọa sợ đến ngây ngốc. Phố buôn bán dưới chân bọn hắn đang rung chuyển, mặt đất nứt ra, cửa hàng hai bên lùi về phía sau. Phố buôn bán đang mở rộng, khoảng cách giữa các cửa hàng đã vượt qua 10 mét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của A Đát Trúc trắng bệch, bên tai truyền đến âm thanh đông đông đông. Đó là tiếng tim đập của rùa đen, mỗi một tiếng đều khiến người nghe miệng mũi đổ máu. Ta không biết. Giả Lỗ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn hối hận không nghe lời của Bách Biến Ma Nữ, ngoan ngoãn ngồi chờ trong Tam Tinh Lâu. A Đát Trúc cắn răng, thấp giọng nói, đội trưởng, đây là cơ hội, chúng ta có thể lợi dụng khe hở để tiến vào ngoại thành, bắt hai người A Lê Nhã. Ngươi muốn chết sao? Giả Lỗ trợn mắt nhìn. Mặc dù ta không biết man thú hoang cổ xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo lời nhắc nhở của nhân viên Tam Tinh Lâu thì mọi người trong thành Huyền Vũ đã biết tình huống hiện giờ. Cho nên thành Huyền Vũ tuyệt đối sẽ có phòng bị, thậm chí còn cảnh giới hơn lúc bình thường. A Đát Trúc hơi há miệng, sắc mặt biến hóa liên tục. Cô ta không có cách nào phản bác, thậm chí cảm thấy đội trưởng nói rất có lý. Hắn lườm A Đát Trúc một cái, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy đây là thời cơ tốt để lẻn vào, nhưng ta lại thấy là ngươi đang tìm cái chết. A Đát Trúc chậm rãi gật đầu, từ bỏ suy nghĩ thừa dịp rối loạn tiến vào ngoại thành. Các bạn đang nghe chuyện Ta Xây Ra Viên Trên Lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, Khối Đại Lục Di Động. Ngao ô, rùa đen gào thét đau đớn, hình thể to lên bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Lần này, tốc độ tiến hóa rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với mấy lần trước. Hình thể của rùa đen càng lớn, thời gian tiến hóa càng dài. Trong nội thành Huyền Vũ, những người dân chưa thấy từng trải qua cảnh tượng này, đều nơm nớp, lo sợ ở trong nhà. Hô! Mục Lương mở mắt ra, khẽ nhả ra một hơi. Anh đã hoàn thành cường hóa, cũng không có thời gian nhàn rỗi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, trước tiên dùng tâm linh ý niệm, nói chuyện với Tiểu Huyền Vũ. Mục Lương, ngươi không sao chứ? Nguyệt Thấm Lan thở phào, trong con mắt màu xanh nước biển ánh lên sự nhẹ nhõm. Ta không sao, các ngươi đợi ở nơi này, đừng có đi lung tung. Mục Lương dùng giọng dịu dàng dặn dò. Dưới chân anh dùng sức, cả người đẩy nhẹ lên rồi bay lên không trung, nhìn xuống toàn bộ thành Huyền Vũ. Rùa đen đang tuân theo mệnh lệnh của anh, mở rộng khu vực sau lưng theo lời của anh. Mấy con phố khu ngoại thành lại lần nữa tách xa khu vực trung ương, hoàn toàn tách thành khu vực độc lập. Vườn trái cây sau khu trung ương, khu vực trồng cây cao su cũng được mở rộng ra, diện tích lớn gấp mấy lần, thuận tiện cho sau này vườn trái cây với vườn cao su mở rộng quy mô trồng trọt. Dù cho nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn rung động như thế. Trên khu trung ương, đôi môi đỏ mộng của Nguyệt Thấm Lan khẽ nhếch lên, nhìn các tòa nhà càng ngày càng xa, hoàn toàn tách ra khỏi nơi này. Ánh mắt của Hồ Tiên đờ đẫn, đứng trên trung ương, nhìn tường thành xung quanh rùa đen càng ngày càng nhỏ. Man thú hoang cổ cũng biến thành quá lớn rồi. Cô bị rung động, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Những dân cư mới vừa vào sinh sống ở thành Huyền Vũ, nhìn qua cửa sổ xuyên thấu trợn mắt hốc mồm nhìn tòa nhà đối diện đang di động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chính là lần cải tạo thứ tư của thành Huyền Vũ. Khu ngoại thành, trong các căn nhà đều không ngừng có truyền ra tiếng kinh hô. Tất cả ở trong nhà, đừng đi ra. Trình Mâu cầm loa lưu ly lớn tiếng hô to. Hắn đi ở trên đường phố, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững té ngã trên đất. Thành Huyền Vũ vẫn còn đang diễn ra quá trình biến hóa. Phố buôn bán lại một lần xảy ra sự thay đổi, vị trí các cửa hàng lại lệch đi, đường đi trở nên càng dài càng rộng. Khu vực công xưởng cũng đang thay đổi, cách xa khu ngoại thành, trở thành khu vực độc lập. Sau này, nơi đây sẽ là khu công nghiệp của thành Huyền Vũ. Trận động đất diễn ra trong vòng 2 giờ. Ngao ô, rùa đen ngửa mặt lên trời chu lên, âm thanh truyền ra xa mấy trăm ngàn mét xa. Trên mai rùa ngừng lại rung động,
Cuối cùng rùa đen cũng hoàn thành quá trình tiến hóa, gấp 10 lần hình thể ban đầu như một khối đại lục di động. Mục Lương hạ xuống, trở lại khu trung ương, cảm nhận sự biến hóa của rùa đen. Tiểu Huyền Vũ tiến hóa lên cấp 9, thay đổi cực lớn, có thể nói là nghiêng trời lệch đất để hình dung. Hình thể bành trướng tới 1 tỷ mét vuông, tương đương với một huyện ở địa cầu. Thân dài hơn 12.000 mét, độ rộng đạt đến hơn 8.300 mét, độ cao đạt đến 5.000 tới mét, đã vượt qua độ cao của những ngọn núi ở thế giới này. Hoặc có thể gọi nó là một cao nguyên, đã có thể gọi là thiên tai di động. Quá trình tiến hóa xem như đã hoàn thành. Mục Lương thở ra một hơi, chuyện tiếp theo mới thật sự phiền toái. Rùa đen đã tiến hóa xong, vẫn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ở phía sau. Tiểu Huyền Vũ, mau tu bổ lại tường thành sụp đổ. Mục Lương dùng tâm linh ý niệm ra lệnh cho rùa đen. Ngao ô, rùa đen gào lên một tiếng, bùn đất dưới mặt đất như nước, phun lên trên cao mai rùa, bắt đầu tu sửa tường bị sụp đổ nứt vỡ. Tường thành vỡ nát một lần nữa được tu bổ, độ cao ban đầu là 25 mét, hiện tại cao lên tới 40 mét. Độ rộng của bức tường cũng rộng ra 20 mét, có thể chứa được thành phòng quân với nơi huấn luyện. Đồng thời, quảng trường nhỏ phía trước Sơn Hải Quan lại lần nữa mở rộng, dài ra 350 mét, rộng chừng đến 200 mét. Bây giờ, quảng trường nhỏ được chia làm hai, một nửa là khu cất cánh và hạ cánh của máy bay số hiệu Huyền Vũ, một nửa khác là nơi quản lý ra vào thành. Kế tiếp cần phải sửa lại bức tường lưu ly. Mục Lương vận dụng năng lực, cả người bay lên trên trời cao, lướt tới ngoài rìa bức tường pha lê. Anh đặt tay lên bức tường lưu ly, sử dụng năng lực điều khiển tinh thể. Răng rắc, những vết trên tường đang lan ra một lần nữa nối lại với nhau. Hơn nửa canh giờ trôi qua, một bức tường pha lê cực lớn, một lần nữa bao phủ toàn bộ mai rùa. Phía dưới mặt đất có 1.008 trụ lưu ly dựng thẳng đứng vững chắn, có hình rồng thần khổng lồ vờn quanh, đầu rồng hướng về phía khu vực trung ương. Dù sao Mục Lương cũng đến từ địa cầu, trong ý thức vẫn tồn tại một chút quan niệm phong thủy. Vị trí phía trên đỉnh trụ lưu ly nối với bức tường pha lê, còn có rất nhiều phân nhánh giống như nhánh cây, chống lên toàn bộ bức tường, giúp cho nó vững chắc. Trên khu vực trung ương, nhóm Hồ Tiên với Nguyệt Thấm Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây là hung thú gì? Các cô bị pho tượng con rồng khổng lồ làm bằng pha lê làm cho rung động, trong lòng vô cùng kích thích. Thật là động tĩnh một lần so với một lần đều lớn hơn, lần này còn khoa trương như vậy. Nguyệt Thấm Lan chớp chớp cặp mắt màu xanh nước biển. 1.008 trụ rồng pha lê sẽ trở thành một phong cảnh của thành Huyền Vũ. Cái này chắc có thể ghi vào trong du ký mạo hiểm. Ngải Lị Na chớp chớp con mắt màu hồng. Ngôn Băng với Nikasa đã thấy choáng, tất cả cảnh tượng tựa như mộng ảo. Rất xoái. Trên không, Mục Lương hài lòng thả tay xuống. Anh cúi đầu nhìn khu vực trung ương, nhẹ giọng nói, tường thành với bức tường lưu ly đã làm xong, kế tiếp đến khu trung ương. Mục Lương rơi xuống từ trên không, trở lại trung ương. Anh nhấc chân dậm một cái, khống chế bùn đất bay về phía khu vực trung ương, bắt đầu nâng lên từ tầng thấp nhất của nơi đây. 50 mét, 60 mét, 70 mét. Độ cao cũng từ 50 mét cao lên đến 200 mét, gấp 6, 7 lần độ rộng ban đầu. Đứng trên trung ương nhìn ra xa, tầm mắt sẽ không bị ngăn cản. Đồng thời, hoa viên phía sau khu trung ương cũng mở rộng, gấp 3, có thể trồng trọt càng nhiều thực vật xanh. Lúc đầu, khu trung ương có 5 tầng, hiện tại, nơi này bị nâng lên thành 8 tầng, mới tăng thêm 2 tầng. Trước mắt anh đã định dùng làm gì, trong tương lai sẽ cần sử dụng. Khu vực trung ương càng ngày càng cao, thời gian đi lên xuống sẽ dài hơn. Nguyệt Thấm Lan thở dài, về sau có thể cưỡi sói mặt trăng đi lên xuống trung ương. Mục Lương nghe vậy nửa đùa nửa thật nói. Về sau, con đường đi lên xuống trung ương sẽ rất dài, quanh co, ta cảm thấy có thể. Khuôn mặt của Nguyệt Thấm Lan nghiêm túc gật đầu. Về sau sẽ có phát minh mới, Mục Lương nhịn không được cười lên. Quá trình cải tạo đã kết thúc, Nguyệt Thấm Lan nhếch miệng lên, trong lòng vui vẻ. Vẫn chưa, còn chưa nâng cấp đường nước, Mục Lương nhún vai một cái. Chương 508, sông Huyền Vũ. Thành Huyền Vũ biến lớn, dựa vào hiệu suất tạo nước của thủy tinh ngư khó mà cung cấp cho toàn bộ dân cư nơi này. Bây giờ, khu vực trống còn rất nhiều, đồng ruộng cũng sẽ lại lần nữa mở rộng. Đến lúc đó khoai lang, bắp ngô, lúa mì, cải trắng các loại, diện tích trồng trọt sẽ được mở rộng,
chẳng mấy chốc nước sẽ không cung ứng đủ. Mục Lương dự định đào một con đường chảy dài mai của rùa đen tạo thành một con sông lớn. Sông lớn lại phân ra sông nhánh, chảy về đồng ruộng, vườn trái cây, trong tương lai có thể thuận tiện cho việc lấy nước tưới cho cây xanh. Về sau, cũng có thể khôi phục môi trường sinh thái, đạt đến trình độ tự cấp tự túc mới thôi. Mục Lương cất bước đi về phía hậu hoa viên, đi tới ao nước phía trước, đây là nơi sinh sống của thủy tinh ngư. Trong chốc lát, anh đứng bên cạnh bờ ao, nhấc chân đạp đất, trong lòng dùng ý niệm giao lưu với rùa đen, phối hợp cải tạo đường sông. Bùn đất dưới mặt đất cuồn cuộn bay lên, mấy con kênh ban đầu bị mở rộng, trong đó có một con kênh rộng ra đến 15 mét, đây là sông chính trong tương lai của thành Huyền Vũ. Sẽ gọi là sông Huyền Vũ. Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe. Sông Huyền Vũ uốn lượn hướng bên ngoài khu trung ương, uốn quanh theo hình thể rùa đen. Khi đường sông mở rộng, nước trong hồ vơi đi rất nhanh đã thấy đáy. Rầm rầm. Thủy tinh ngư ủy khuất, mặc kệ nó cố gắng như thế nào cũng không cách nào lấp đầy ao nước. Vừa ngưng tụ ra nước, chẳng mấy chốc sẽ chảy theo sông Huyền Vũ ra nhánh sông. Ngươi cũng nên tiến hóa lên cấp 8. Mục Lương cười lắc đầu. Trước tiên, anh vận dụng năng lực, mở rộng ao nước trước mặt. Ban đầu cái ao rộng 30 mấy mét, mở rộng đến cỡ 100 mét, đồng thời chiều sâu cũng đạt đến 100 mét. Bây giờ, ao nước đã biến thành hồ, nên cũng cần cho thủy tinh ngư tiến hóa. Hệ thống, cho thủy tinh ngư tiến hóa đến cấp 8. Mục Lương đang thì thầm trong lòng, điểm tiến hóa không đủ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn. Mục Lương ngẩn người, điểm tiến hóa dùng hết rồi. Mục Lương nhìn ao nước rộng lớn sừng sốt một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bảng thuộc tính 4 chiều. Thuần, dưỡng sư, Mục Lương, thể lực 789.2, tốc độ 739.6, sức mạnh 692.0, tinh thần 753.8, tuổi thọ 24 tuổi trên 7.481 năm. Thuần dưỡng điểm 970, điểm tiến hóa 9.960.942, năng lực khống chế trọng lực cấp 9. Cộng hưởng, cấp 7. Động vật thuần dưỡng, rùa đen. Thiên phú, khống chế trọng lực, cấp 9. Trùng cộng hưởng. Thiên phú, cộng hưởng, cấp 7. Thực vật thuần dưỡng, cây cao su. Thiên phú, co giãn biến hình, cấp 7. Còn thiếu gần 4 vạn điểm tiến hóa. Mục Lương nhếch miệng lên cười khổ một tiếng. Cấp 7 tiến hóa đến cấp 8, cần 1.000 vạn điểm tiến hóa. Không thể tiến hóa sao? Âm thanh yêu nhã của Nguyệt Thấm Lan vang lên. Hồ Tiên chớp chớp con mắt màu đỏ rực, trong lòng khẽ động, đám hung thú này tiến hóa, quả nhiên cùng có liên quan đến Mục Lương. Vì do anh đang giả bộ, những thành viên hạch tâm trung thành với thành Huyền Vũ đều biết hung thú tiến hóa là dựa vào tinh thạch hung thú, sẽ không suy nghĩ đến hệ thống. Còn thiếu 400 viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Mục Lương lắc đầu nói, vì lần này tiến hóa, đã dùng hết tinh thạch hung thú. Phố buôn bán vẫn còn có tinh thạch hung thú, ta đi lấy. Hồ Tiên yêu mị nói, cùng đi đi. Con mắt màu đen của Mục Lương sáng lên. Anh đặt tay lên đầu vai của Hồ Tiên, khống chế trọng lực, hai người đằng không bay lên, bay về phía phố buôn bán. Chưa đến một phút, hai người đã đi đến phố buôn bán rộng rãi. Thành chủ đại nhân, trên tường thành, vệ cảnh lớn tiếng hành lễ. Ừ, quá trình cải tạo đã kết thúc, khôi phục trật tự. Mục Lương bình tĩnh tiếng nói, vâng, vệ cảnh cung kính đáp lại. Hắn quay đầu nhìn về phía thành phòng quân, lớn tiếng hạ lệnh, khôi phục tinh thần, nâng cao cảnh giới. Vâng, thành phòng quân cùng nhau đồng thanh đáp to. Anh thấy vậy, cảm thấy nên chiêu binh thêm, lại không đủ người. Mục Lương nhìn qua thành phòng quân trên tường thành, trong lòng vô cùng không biết làm sao. Rùa đen biến lớn gấp 10 lần, thành viên thành phòng quân lại không đủ. Ta đi lấy tinh thạch hung thú. Hồ Tiên liếc mắt đưa tình với anh, sau đó cất bước đi về phía những cửa hàng kia. Thực sự là hồ ly tinh. Trong lòng của Mục Lương cảm thán một tiếng. Anh nhìn quanh toàn bộ phố buôn bán, trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói nhỏ, phố buôn bán cũng nên một lần nữa vạch ra kế hoạch phát triển thật tốt một chút. Mục Lương ngồi xổm người xuống, hai tay dán chặt lên mặt đất, bắt đầu phát động năng lực. Ầm ầm. Trong vòng 2 ngày, phố buôn bán đã được cải tạo 3 lần. Cổng và tường thành của Úng Thành đều ở gần tất cả cửa hàng. Hiện tại, anh dùng năng lực điều chỉnh tất cả lùi về sâu bên trong giống như mặt nước đẩy thuyền.
phố buôn bán lại một lần nữa được mở rộng đến 40 mét, lại di động. Adat Chúc đẩy cửa sổ ra, con mắt trắng như tuyết nhìn về phía con phố. Nam nhân ngày hôm qua, cô ta nhớ đã từng gặp Mục Lương trên phố buôn bán hôm qua. Giả Lỗ nghe vậy tiến lên trước, cùng cô ta nhìn về phía bóng người ở trung tâm con phố. Lại là hắn tạo thành động tĩnh lớn. Như vậy, sắc mặt của Giả Lỗ nặng nề, trong lòng vô cùng sợ hãi. Có khả năng, Adat Chúc chậm rãi gật đầu. Sau một khắc, dưới cái nhìn chăm chú, hai người trợn tròn con mắt, bùn đất với đất đá từ bên ngoài thành vọt tới, rơi vào trung tâm phố buôn bán. Những đất đá với bùn đất ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một dãy tòa nhà 3 tầng, làm cho phố buôn bán một phân thành hai. Một dãy tòa nhà có mặt tiền hai bên, đều là các cửa hàng mới. Cứ như vậy đi, trang trí vẫn để thợ phường sửa chữa đến giải quyết. Mục Lương phủi tay đứng lên, chắc hắn là thành chủ. Trên Tam Tinh Lâu, ánh mắt của Adat Chúc bị những tòa nhà mới mọc lên che tầm nhìn, đã không còn nhìn thấy Mục Lương. Không thể trêu chọc, Giả Lỗ trầm giọng nói. Ừm, biết rồi. Trong mắt của Adat Chúc lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mục Lương, ta mang tinh thạch hung thú tới. Hồ Tiên trở về, đưa túi gia thú chứa tinh thạch hung thú cho Mục Lương, mị hoặc hỏi, 1.000 viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng, chắc đã đủ. Đủ. Con mắt màu đen của Mục Lương sáng lên. Đi, trở về khu vực trung ương. Anh đưa tay ra, đặt ở eo Hồ Tiên, thi triển năng lực khống chế trọng lực. Gương mặt xinh đẹp của Hồ Tiên ửng đỏ, yêu mị lườm Mục Lương một cái, tùy ý cho anh ôm lấy. Hai người đằng không bay lên trời cao, bay về hướng khu trung ương. Trên không, Hồ Tiên quan sát những trụ pha lê vừa bay qua, trong con người màu đỏ rực vẫn còn nét hoảng sợ như cũ. Sau một phút đồng hồ, Mục Lương trở lại khu trung ương, trực tiếp rơi vào bên bờ ao. Như thế nào? Có không? Nguyệt Thấm Lan tiến lên hỏi. Có. Mục Lương khẽ gật đầu. Anh cho tay tiến túi gia thú, trong lòng mặc niệm đem tinh thạch hung thú chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Đinh! Chuyển hóa thành công. Mục Lương mở ra bảng giao diện 4 chiều, mắt thấy số điểm tiến hóa vừa đủ 1.000 vạn điểm. Cuối cùng đã đủ. Khóe miệng của anh nhếch lên. Tới đây, Mục Lương vẫy vẫy tay về phía Thủy Tinh Ngư. Các bạn đang nghe chuyện Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, Thủy Tinh Ngư Tiến Hóa Cấp 8. Rầm rầm, Thủy Tinh Ngư điều khiển nước, vờn quanh quanh thân lướt tới gần Mục Lương. Mục Lương đưa tay đặt lên trán của Thủy Tinh Ngư, trong lòng thì thầm, hệ thống, cho Thủy Tinh Ngư tiến hóa đến cấp 8. Đinh, cấp 7 tiến hóa đến cấp 8, khấu trừ 10 triệu điểm tiến hóa. Đinh, Thủy Tinh Ngư cấp 8 tiến hóa thành công. Đinh, bắt đầu nâng cấp thiên phú của Thủy Tinh Ngư, điều khiển nguyên tố nước. Đinh, đang trong quá trình thay đổi. Đang thích ứng, truyền thừa hoàn tất. Mục Lương sửng sốt một chút, lần này năng lực thiên phú được nâng cấp, cũng không có sinh ra năng lực mới. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận quá trình cường hóa thân thể. Bởi vì vừa trải qua một lần lớn cường hóa, lần cường hóa này cảm giác rất ít. Ao ao, Mục Lương mở mắt ra, nhìn về phía Thủy Tinh Ngư trước mắt. Hình thể của nó đang tăng trưởng, vảy trên thân bắt đầu rụng ra, bắt đầu có máu tươi chảy ra. Cấp 7 tiến hóa đến cấp 8, biến hóa cũng cực lớn. Quanh thân Thủy Tinh Ngư ngưng tụ ra nước càng ngày càng nhiều, nó đang sôi trào trôi lơ lửng trong nước, giống như rất thống khổ. Lạch cạch, số lớn vảy cá rơi xuống từ dưới đáy quả cầu nước, bị Mục Lương dùng tơ nhện gom lại một chỗ, đây đều là tài liệu hung thú tuyệt mỹ. Thủy Tinh Ngư không ngừng vùng quẫy, kéo dài 15 phút, nó mới tựa như an tĩnh lại. Chiều dài thân thể của nó từ 8 mét tăng trưởng đến 16 mét, bên cạnh miệng cá mọc thêm 4 sợi râu dài 2 mét, óng ánh trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh nước biển nhàn nhạt. Vảy trên thân cá xuất hiện nhiều chi tiết gợn nước hơn. Nhanh như vậy. Mục Lương kinh ngạc đưa tay vung lên, quả cầu nước bao quanh Thủy Tinh Ngư tản ra, lộ ra cơ thể của Thủy Tinh Ngư. Thủy Tinh Ngư nghe tiếng mở to mắt, cơ thể bắt đầu phát ra tia sáng màu xanh nước biển, bao lấy thân nó. Mục Lương nhíu mày lui lại hai bước, tiến hóa vẫn chưa hoàn thành. Sau 5 phút, ánh sáng này mới vơi đi, Thủy Tinh Ngư lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Nó một lần nữa ngưng tụ ra quả cầu nước, bao lấy toàn thân. Rầm rầm.
Thủy Tinh Ngư dùng tâm linh ý niệm giải thích một màn vừa mới diễn ra kia. Thì ra là sắp đẻ trứng. Mục Lương kinh ngạc nói. Nó đánh nước một cái, rơi vào trong hồ lớn. Ào ào. 10 phút sau, nước tràn ngập ra toàn bộ hồ lớn, đồng thời có nước chảy liên tục không ngừng đến sông Huyền Vũ với nhánh sông con. Vấn đề nước đã được giải quyết. Mục Lương thở phào. Quá trình cải tạo ban đầu của thành Huyền Vũ đã kết thúc, kế tiếp chính là tu sửa lại tất cả khu vực một cách tỉ mỉ. Đạp đạp đạp, khu vực trung ương thành Huyền Vũ. Nhóm Ly Nguyệt, Mễ Nặc, Nikasa vội vã đi tới hậu hoa viên. Mục Lương, ngươi không sao chứ? Mễ Nặc nhìn thấy Mục Lương đứng bên hồ, lập tức chạy chậm đến bay nhào qua. Ta không sao. Khóe miệng của Mục Lương mỉm cười, đưa tay đỡ lấy thiếu nữ tai thỏ đang vọt tới. Có thật không? Con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc chảy ra nước mắt, ngước mắt trên dưới quan sát tỉ mỉ anh, còn vòng quanh anh đi vài vòng. Thật sự không có việc gì. Mục Lương đưa tay xoa đầu cô, an ủi. Hô. Lúc này, Mễ Nặc mới thở phào, tận mắt thấy mới thật sự thả lỏng tảng đá trong lòng. Không có việc gì thì tốt. Ly Nguyệt đứng trong nhóm các cô gái cũng thở dài một hơi. Mục Lương, tiểu Huyền Vũ trở nên quá lớn. Nguyệt Phi Nhan từ trên trời hạ xuống, con mắt màu đỏ trợn lên rất lớn. Khi trận động đất dừng lại, thiếu nữ tóc đỏ với thiếu nữ ma cà rồng bay lên trời, vòng quanh mai rùa bay một vòng. Như vậy rất tốt. Mục Lương ôn hòa nói. Nguyệt Thấm Lan hơi thở dài nói. Nói thì nói như thế, chỉ là dựa vào kích thước bây giờ, chúng ta lại thiếu người. Thành Huyền Vũ lớn gấp 10 lần, các phương diện ngành nghề đều sẽ thiếu người. Đồng ruộng cần số lượng lớn công nhân khai hoang, xử lý, chờ đến lúc rau xanh trưởng thành, cũng cần nhiều người đến thu hoạch. Thành phòng quân cũng gấp cần tăng cường quân bị, nếu không dựa vào chiều dài tường thành bây giờ sẽ không thể kiểm soát được. Chờ đến thành tương lai, lại nghĩ biện pháp nhận người. Mục Lương mỉm cười nói. Sau khi thành Huyền Vũ được mở rộng, còn có rất nhiều chuyện phiền toái cần giải quyết. Anh ngẩng đầu nhìn trà thụ tinh thần một chút, dựa vào diện tích thành Huyền Vũ, lĩnh vực tinh thần đã không có cách nào bao phủ toàn thành. Mục tiêu tiếp theo cần tiến hóa chính là trà thụ tinh thần. Mục Lương cảm thấy nhức đầu, nhớ tới điểm tiến hóa còn lại chưa đến mấy vạn, muốn một lần nữa góp đủ 1 tỷ điểm. Lại cần thời gian không ngắn, phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tinh thạch hung thú một chút mới được. Phái người đi ngoại thành tuần tra một chút, đi tìm hiểu tình huống người dân, trấn an mọi người cho tốt. Mục Lương bình tĩnh nói, ta đi sắp xếp. Ly Nguyệt quay người rời đi. Công xưởng xe đạp, sau khi khôi phục lại quá trình sản xuất bình thường, lại mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất. Mục Lương suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thấm Lan nói. Khu vực công xưởng đã hoàn toàn tách riêng ra, nếu muốn di chuyển từ khi ngoại thành, khoảng cách giữa hai nơi đã vượt qua 2-3 ngàn mét, đi bộ cũng phải tốn nửa canh giờ. Khu công xưởng với khu dân cư đã tách ra, sau này công nhân viên muốn đi làm, phương thức di chuyển tốt nhất chính là đạp xe đạp. Nên cần sản xuất số lượng lớn xe đạp, hơn nữa bán giá cả không thể quá đắt. Sóc Lưu Ly phụ trách tạo ra phụ tùng xe đạp, công nhân phụ trách lắp ráp với điều chỉnh các bộ phận. Ta nhớ rồi. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã gật đầu, quay người rời đi. Mau chóng làm cho thành Huyền Vũ khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Mục Lương bình tĩnh nói. Vâng, các cô gái đồng thanh đáp, mỗi người tách ra đi làm việc của bản thân. Trong đầu của Mục Lương đã có ý tưởng mới, quay người tiến vào cung điện, đi về phía thư phòng. Thiếu nữ tai thỏ thì ở lại hậu hoa viên, gọi tới nhóm tiểu hầu gái tới, bắt đầu xử lý những mảnh đất trống, trồng thêm cây xanh. Nikasa, ngài Lị Na thì đi triệu tập hộ vệ khu trung ương, một lần nữa lập ra kế hoạch tuần tra các con đường với vị trí đứng gác. Sau lần cải tạo thứ tư, khu trung ương nhiều thêm 2 tầng, con đường cũng trở nên quanh co hơn. Sự thay đổi bố cục đã ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện, hộ vệ trung ương cần mau chóng quen thuộc khu vực trung ương mới. Trong thư phòng, Mục Lương cầm bút than tô tô vẽ vẽ trên giấy, viết ra tất cả ý tưởng trong đầu. Ta không biết cấu tạo xe lửa. Mục Lương cảm thán một cái, động tác trên tay dừng lại. Thành Huyền Vũ thiếu phương tiện giao thông trên mặt đất cự ly xa. Trước mắt, xe đạp miễn cưỡng đủ dùng, nhưng chờ sau khi rùa đen lần nữa tiến hóa, xe đạp sẽ không thể dùng. Nghĩ tới đây, Mục Lương có chút xuất thần. Nếu rùa đen lại tiến hóa 1 lần, hình thể sẽ tăng trưởng gấp 10 lần nữa không? Chỉ là cấp 9 tiến hóa đến cấp 10, cần 10 tỷ điểm tiến hóa.
Mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào làm cho Tiểu Huyền Vũ tiến hóa đến cấp 10, nhưng vì cân nhắc trong tương lai, anh dự định đẩy quá trình chế tạo và sản xuất xe lửa lên. Để cho hai chị em Lê Nhã nghiên cứu, anh lập tức nghĩ thầm trong đầu. Chương 510, tàu hỏa. Anh viết ra đặc tính tàu lửa cùng với cấu tạo cơ bản. Tỉ như phương thức bánh xe chuyển động, bánh răng, ổ trục, phần khởi động tàu lửa, vài số liệu động lực phỏng đoán, trong đó bao gồm máy hơi nước. Liên quan tới kiến thức máy hơi nước, ở cấp 3 trong tiết vật lý, Mục Lương đã từng học qua. Quả nhiên học tốt môn vật lý rất quan trọng. Mục Lương cảm thấy may mắn là lúc trước, anh đều nghe giáo viên giảng nghiêm túc, không có trả lại tri thức cho thầy cô. Anh lại vùi đầu tiếp tục viết, viết ra tất cả kiến thức có thể nhớ. Sau 2 giờ, Mục Lương cầm 8 trang giấy viết đầy đứng lên, rời khỏi cung điện đi đến xưởng linh khí ở khu vực trung ương. Mấy phút sau, tầng 7 khu trung ương, ban đầu, công xưởng linh khí đặt ở tầng 4 khu vực này. Mục Lương đi vào xưởng linh khí, trực tiếp đi về phòng làm việc của hai chị em Lê Nhã. Bên trong phòng làm việc, Lê Nhã cùng Lê Tuyết vừa ngồi xuống, tim đập nhanh còn chưa khôi phục lại bình thường. Các cô bị hù dọa do rùa đen tiến hóa, hai tay còn có chút run. Lê Nhã bưng tách trà lên uống một hơi, làm cho tim đập chậm rãi lại. Chị, Thành Huyền Vũ trở nên càng ngày càng tốt, ta muốn mãi ở chỗ này. Cô nâng tách trà lên, xuất thần nói, vậy thì ở lại. Lê Tuyết nói khẽ. Rùa đen lại một lần tiến hóa, làm cho cô hiểu, Thành tương lai không phải là đối thủ của Thành Huyền Vũ, các cô ở chỗ này sẽ rất an toàn. Nếu Thành chủ đại nhân biết rõ chuyện của chúng ta, có thể đuổi chúng ta đi hay không? Trên mặt của Lê Nhã lộ phiền muộn, càng đến gần Thành tương lai, trong lòng cô càng thêm bực bội với lo lắng. Ta không biết. Lê Tuyết lôi kéo bàn tay của em gái, trong con ngươi màu tím nhạt cũng hiện lên tia đau khổ. Biết chuyện gì của các ngươi? Mục Lương dậm chân đi vào phòng làm việc, âm thanh lạnh nhạt vang lên bên tai hai cô. A, à, Lê Tuyết sợ hết hồn, theo phản xạ có điều kiện đứng lên, tay che lấy ngực, thở nhanh. Thành chủ đại nhân. Lê Nhã liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Nói một chút, có chuyện gì không thể cho ta biết? Mục Lương đưa tay vung lên, tinh thể từ trong lòng bàn tay ngưng kết ra, trong chớp mắt đã trở thành một cái ghế dựa lưu ly. Anh thản nhiên ngồi xuống, con mắt màu đen bình tĩnh chăm chú nhìn hai chị em Lê Nhã. Lê Tuyết câu nệ, vụng trộm liếc với Lê Nhã. Chị, chúng ta nên nói sự thật. Ánh mắt của Lê Nhã kiên định. Vậy thì nói. Lê Tuyết thở dài. Mục Lương khẽ nâng lông mày, chờ hai chị em nhà này giải thích. Lê Nhã tay nắm lấy góc áo, cố giả bộ bình tĩnh. Chậm rãi nói tới, Thành chủ đại nhân, ta với chị ta là trốn ra được từ Thành tương lai. Hai chị em người một câu ta một câu, kể lại tất cả chuyện của họ có liên quan đến Thành tương lai. Cha của ta chết, vì bảo vệ chúng ta mới chết. Hai tay của Lê Nhã hơi phát run, không biết vì sợ hay là căm hận với Thành tương lai, kế hoạch linh khí hóa cơ thể người. Sau khi nghe xong, trong lòng của Mục Lương vô cùng rung động, biến người thành linh khí, đây là kế hoạch điên rồ cỡ nào. Mặc dù như vậy không cần ăn uống, có thể cần lượng lớn tinh thạch hung thú. Anh ngước mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hai cô gái, con mắt màu xám với màu tím nhạt mang theo chân thành và bi thương, không giống như đang nói láo. Ta với chị ta còn đang bị đuổi giết, bây giờ chỉ có thể trốn ở chỗ này. Lê Nhã nhếch đôi môi trắng bệch lên. Cô lấy ra dũng khí, khom lưng 90 độ, âm thanh khàn khàn khẩn cầu, Thành chủ đại nhân, xin đừng đuổi chúng ta rời đi. Ai muốn đuổi các ngươi đi? Mục Lương kinh ngạc nhìn thiếu nữ tóc xám một cái. Dù sao cô ấy cũng là linh khí sư trung cấp, Thành Huyền Vũ cần người tài giỏi như thế, Mục Lương chỉ ngại ít, như thế nào lại đuổi bọn họ đi? Về phần Thành tương lai, Thành Huyền Vũ sẽ sợ sao? Mục Lương đứng lên, giọng thản nhiên nói, yên tâm thay ta quản tốt xưởng linh khí, về phần Thành tương lai, ta sẽ giải quyết. Ai, có thật không? Lê Tuyết với Lê Nhã đều sửng sốt, hai con ngươi ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Đương nhiên, Mục Lương tùy ý đáp lại. Anh đưa tư liệu xe lửa cho hai cô gái, lạnh nhạt nói, đây là một ít tư liệu về tàu lửa, các ngươi cầm lấy nghiên cứu, xem có thể làm được hay không. Tàu hỏa, trong đầu của hai cô chuyển động hơi chậm. Trước đó một giây còn đang xúc động, sau một giây, hai cô đã phải nhận nhiệm vụ mới. Ừ, một loại mới phương tiện giao thông. Mục Lương khẽ gật đầu.
Vâng. Lê Tuyết hơi lặng người gật đầu. Không vội, từ từ nghiên cứu. Mục Lương khoát tay áo, quay người rời đi. Lê Tuyết đưa mắt nhìn Mục Lương rời đi, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, thành chủ đại nhân thực sự là người rất tốt. Chị, hình như ta đã động lòng rồi. Lê Nhã khẽ nhếch lên bờ môi hồng. Trong đầu Lê Tuyết tràn ngập dấu chấm hỏi, nghiêng đầu nhìn em gái. Khụ khụ, chị, chúng ta tới nghiên cứu tàu lửa đi. Ánh mắt của Lê Nhã né tránh, vội vàng nói qua chủ đề khác. Sáng sớm, ngao ô, một con động vật khổng lồ ngủ say thức tỉnh, rùa đen mở đôi mắt cực lớn. Nó chậm rãi đứng dậy, bốn chân như ngọn núi chống đỡ thân thể có kích cỡ tương đương cao nguyên. Ầm ầm, mỗi bước chân của rùa đen đều khiến mặt đất chấn động, những nơi nó đi qua đều biến thành cái hố. Khu vực trung ương, cung điện, Mục Lương và những người khác đang ăn sáng. Mục Lương, ngươi dự định để các cửa hàng mới ở phố buôn bán thứ gì? Hồ Tiên cầm trái bắp nóng hầm hập, đôi mắt màu đỏ rực nhìn về phía anh. Mục Lương suy nghĩ một chút, nói, có thể bán một ít xe đạp và mở thêm một cửa hàng bán bắp. À, ngươi muốn bán xe đạp à? Mễ Nặc chớp mắt hỏi. Ừ, mỗi chiếc xe đạp có giá bán là 500 khối tinh thạch hung thú sơ cấp thượng đẳng. Mục Lương bình tĩnh đáp. Đôi mắt đỏ rực của Hồ Tiên trợn tròn, hắn dự định ăn cướp tinh thạch hung thú một cách trắng trợn phải không? Cái giá này có phải hơi cao không? Nguyệt Thấm Lan cũng ngạc nhiên lên tiếng. Xe đạp không phải linh khí, nếu định giá cao như vậy, thật sự bán được sao? Không sao đâu, cứ bán dựa theo giá này là được. Mục Lương ôn hòa nói. Tốt thôi. Hồ Tiên nhún vai, cảm thấy sao cũng được. Cô muốn nhìn, thật sự có tên nào coi tiền như rác sẽ bỏ ra 500 khối tinh thạch hung thú sơ cấp thượng đẳng mua xe đạp. Đúng rồi, cần phải luộc bắp trước khi mang đến phố buôn bán. Mục Lương dặn dò. Mỗi một hạt bắp chính là một hạt giống, cho nên cần luộc chín mới bán, nếu không sẽ bị người có ý đồ lợi dụng, dùng hạt bắp đi gieo trồng. Ta biết rồi. Hồ Tiên trả lời một cách yêu mị, liếc mắt đưa tình nhìn Mục Lương. Đôi mắt xanh lam của Nguyệt Thấm Lan híp lại, nhìn chằm chằm Hồ Tiên, yên lặng chuyển sang đề tài khác. Mục Lương, bây giờ chúng ta có rất nhiều đất trống, ngươi tính toán quy hoạch như thế nào? Ta định xây dựng một vườn sinh thái cỡ nhỏ, xem như thí điểm thử. Mục Lương ôn hòa nói. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.